vệ sinh cái vị trí lắp đặt. Đây mình vệ sinh cả trong và ngoài này, bên trên bên dưới. Cái bề mặt sạch thì mình lắp đặt nó chắc chắn được. Và sau đó mình bóc cái vị trí băng dính phía sau. Đây những cái vị trí băng dính phía sau thì trang bị đã rất là ok, hợp lý. Cái sản phẩm này thiết kế được chiếc xe Pozo 308 Omni, tăng cái thẩm mỹ cũng như là chống xước. Đấy, khi mình đồ mình để những cái đồ ở đây thì nó cốp cũng sẽ được bảo vệ và chống xước tuyệt đối. Bên shop hiện tại đang có rất nhiều đồ cho cái xe Pozo 508, Pozo 308. Những khách hàng có thể truy cập phụ kiện pozo.com để tham khảo thêm. Đây, sau đây đây mình sẽ căn cái vị trí dựa. Khi mà chuẩn rồi thì bắt đầu vén cái vị trí này đi, cái ron này, cho sản phẩm của cái ron bên trong, cho hết vào. Nên mình quay clip để quý khách mua hàng về thì có thể trực tiếp thao tác lắp đặt một cách dễ dàng và chính xác. Đây, sau đó là mình sẽ cố định, sẽ dùng cái lực ứng dụng cố định AV. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong cái quá trình lắp đặt cái nẹp cúc. Với khách mua hàng này có thể trực tiếp truy cập phụ kiện pozo.com hoặc Zalo 093 999 508. Chất liệu nẹp cúc 304 sáng bóng rất là cao cấp. Ok, xin chào quý khách.